Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hội Phát Kim. Thì hôm nay mình sẽ làm video clip về boss Thiên Sơn Toàn Cõi của Tân Thiên Long 3D. Đó chính là nhân vật Cảnh Long, trực thuộc máy chủ Huyền Tố Đại Thế Giới 1. Thì bây giờ trước khi làm video clip về nhân vật Cảnh Vân thì mình sẽ tiến hành nâng cấp thần khí 9 sao cho Cảnh Vân đã nha, để làm cho nó đẹp luôn. Đây là chỉ số trước khi mình nâng nha, 7.242 máu nha. Bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ mình nâng. Mình sẽ tháo cái này ra. Bây giờ 19 nè, 19 lên 20, khí lên dục lên. Ok, lên. Rồi, đã lên 20 thì mình sẽ làm nhiệm vụ nha. Nhiệm vụ thì mình sẽ vô cái đây, vào phó bản Thái Sơ Địa. Vô một mình luôn, mình là boss mà, mình đâu có sợ đâu. Mình sẽ đi vô đánh Phục Huy. Chiến này đánh nào, bật Di Hoa lên đánh khá là chào, khá là thề luôn. Rồi bây giờ Phục Huy đã chết rồi thì mình sẽ có một cái Phục Huy cầm ở đây, nó sẽ rớt một cái cầm. Thường lực ngươi hãy mau đi theo ta. Rồi đây là một cái Phục Huy cầm. Mình sẽ tháo cái thần khí ra và mình bỏ vào. Ok, và bây giờ Cảnh Vân đã có thần khí chính sao, đó chính là cây thần ẩn nha mọi người. Đây, mang vào thì chúng ta sẽ lên được 7274k máu, là vài chục k đó. Và chúng ta sẽ có một cái động tác mới, động tác thần khí. Đây, khá là đẹp thôi đúng không nào. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau soi nhân vật Cảnh Vân luôn nha mọi người. Đây, Cảnh Vân hiện tại sở hữu mức trang bị là 1.440k trang bị, lượng xanh là gần 50k. Hơn rồi chứ, hơn rồi, 40k7 với lại 8k9, cái này là 41 với 9. Hơn rồi, hơn 50k rồi. Băng công là 32k5. Đây là những cái thuộc tính phụ. Kháng độc là gần 3k3, 3263. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soi đồ nha. Trùng Lâu Quy, Trùng Lâu Ngọc, Trùng Lâu Giới, Chân Trùng Lâu Giới, Trùng Lâu Hoa, Bộ Nguyệt, Chân Thủ, Trùng Uyển, Trùng Lâu Kiên siêu cấp, Trùng Lâu Khôi, Thần Khí 9 sao, Thần Ẩn, Trùng Lâu Giáp, Trùng Lâu Liên, Ám Khí 8 sao, Long Văn 9 sao, Lệnh Bài 3 dòng giảm kháng băng 40 điểm, Võ Hồn Toàn Mỹ 889 điểm, Hiệp Ứng cấp 100, Thần Đỉnh là bên thể lực tầng 7 và bên thuộc tính là mát, Bạo Giám là cấp 72, Chân Nguyên là full chân nguyên vàng băng chính cũng như là thể sinh lực chính, Võ Ý là cấp 93, Thần Khí là 9 sao, 2 chiêu cấp 10, 1 chiêu cấp 5. Thú Cưỡi thì có Cánh Hồng, Niên Thú Lôi Đình, Hắc Thiên Mã. Bét thì chúng ta có bét Củ Lê Phụ Thể và những con bét BK cũng như là Cao Huyết Tế. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi test đam cho Cảnh Vân nha, cho mọi người coi. Để xem boss Thiên Sơn mà kháng độc thì đam có cao không nha. Cảnh Vân có thể kháng hết tất cả những cái ạt độc công ở bên địch, chỉ trừ một ạt, đó chính là ạt kinh nghệ. Đó là chưa ép full đó mọi người, nếu mà ép full là được 3k4 hơn, 3k4, à được gần 3k4. Oh,
Rồi bây giờ mình sẽ đi test đam nha. Chúng ta sẽ test đam lên nhân vật Mimi. Ok. Tại thế giới 1 thì rất là đông. Đây ban đế vương đang on 78 người. Hậu quân đang chiến minh đang on 79. Đấy, rất là đông luôn. Đó là mọi người đang đi trên phó bản cái kiểu rồi. Đây là lôi đài thì các bạn đang đi tỉ thí võ với nhau thôi. Mình sẽ test vào nhân vật Mimi nha. Đầu tiên thì mình sẽ test đam F1 trước. Đầu tiên là mình sẽ test lên không có kiên trước nha mọi người. Đấy. Không có kiên thì sẽ đánh Mimi là 8-9x. Đó có thể nhảy lên 10x luôn. Rồi đeo kiên siêu cấp lên nha. Cái này là test lên không có kiên nha. Bây giờ là mình sẽ đeo kiên siêu cấp lên nè. Đây, kiên siêu cấp lên. Kiên siêu cấp lên thì mình cũng còn 8 bit nha. Đấy, 7-8 bit. Bật chi hoa nè. Đấy, thiên sơn kháng độc mà đam như vậy nữa thì mọi người thấy có thích không nào? Nếu mọi người thấy thích nhân vật này thì hãy để lại một like và một đăng ký kênh cho Hỏi Phát Kiên nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đến và... À, rất là vinh dự để giới thiệu Boss Thiên Sơn cho mọi người biết đến. Thì cảm ơn mọi người nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong video clip kế tiếp của Hỏi Phát Kiên nha. Bye bye mọi người.